Sau hai trận toàn thắng ở bảng G World Cup 2023, tuyển nữ Thụy Điển có lợi thế lớn khi chỉ cần một trận hòa trước Argentina để giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội ở lượt đấu cuối vòng bảng diễn ra chiều 2 tháng 8. Trong khi đó, tuyển nữ Argentina rơi vào tình cảnh khó khăn hơn khi cần phải chiến thắng trước Thụy Điển và trông chờ Italia không thắng Nam Phi trong trận đấu cùng giờ. Lợi thế về mặt tâm lý giúp tuyển nữ Thụy Điển nhập cuộc chậm rãi, chủ động trong việc kiểm soát bóng, trong khi Argentina cũng không dám dâng cao đội hình vì lo sợ khả năng đá phản công nhanh của đại diện đến từ châu Âu. Chính vì vậy không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm do hai đội tạo ra trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Argentina không thể duy trì lối chơi phòng ngự như hiệp 1 mà buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng đội bóng của Nam Mỹ nhanh chóng dính phải đòn hồi mã thương của đối thủ vào phút 66. Đó là tình huống mà Sofia Jacobsen có đường truyền ngang thuận lợi cho Rebecca Blomqvist băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Korea để mở tỷ số cho Thụy Điển. Bị dẫn bàn, tuyển Argentina càng tỏ ra nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, ở phút 87, tuyển Argentina lại bị thổi phạt đền sau khi trọng tài xác định có tình huống phạm lỗi của Gabriela Chavez với Rebecca Blomqvist trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Elin Rubensson không phạm sai lầm nào để giúp tuyển nữ Thụy Điển ấn định chiến thắng 2-0 trước Argentina, chính thức giành vé vào vòng 16 đội với tư cách đội đứng đầu bảng G sau 3 trận toàn thắng. Tuyển nữ Thụy Điển sẽ đối đầu với tuyển nữ Mỹ ở vòng 1/8. Ở trận đấu cùng giờ, tuyển nữ Nam Phi cũng làm nên điều thần kỳ khi đánh bại